Mặc dù thuốc Tây là chỉ định đầu tay trong điều trị mỡ máu cao, nhưng đôi khi là chưa đủ để đưa chỉ số mỡ máu về ngưỡng an toàn. Khi đó, người bệnh có nên kết hợp thêm các sản phẩm thảo dược như Vương Tâm Thống để hỗ trợ hạ mỡ máu hiệu quả hơn và ngăn chặn biến chứng xơ vữa động mạch không? Cùng lắng nghe giải đáp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do ngay sau đây. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo từ bạn Nguyễn Trường ạ. Bố tôi năm nay 62 tuổi, được chẩn đoán mỡ máu cao, cholesterol là 6,7 mmol trên lít, LDL 4,5 mmol trên lít. Hiện tại đang dùng thuốc hạ mỡ máu simvastatin. Tôi được nghe người ta mách là sử dụng những sản phẩm như Vương Tâm Thống, có Sơn Tra, Hoàng Bá chữa mỡ máu cao rất tốt. Xin hỏi là bố tôi dùng thêm sản phẩm thảo dược này được không? Hoàng Bá chúng ta biết tác dụng của nó. Từ xưa các cụ vẫn dùng để nhuận lợi mật, nhuận gan, là tác động tới can, bổ thận, bổ gan. Và thực chất trong đó có nhiều hoạt chất mà có fibrin, thì Hoàng Bá nó là thông thoát. Mà về vấn đề nó hạ mỡ máu ở chỗ nào, cơ chế của Hoàng Bá tại sao là hạ mỡ máu? Vì chúng ta biết thành phần mỡ máu là có phần triglycerid, rồi đặc biệt LDLC là cholesterol xấu, rồi cholesterol tốt không nói. Thế thì gan là cái nơi mà nó giải quyết để gọi là thải hạ cái mỡ xấu ấy. Do vai trò của Hoàng Bá là hạ cholesterol đấy, hạ cholesterol xấu ấy. Và ở cái mức triglycerid cho phép là dưới 1,7 mmol hoặc là cholesterol phần dưới 5,2 đấy, thì đấy là cái vai trò hạ mỡ máu. Chúng ta biết là bố bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa mỡ thì đây là những cái nguy cơ để hình thành các mảng xơ vữa. Thì Vương Tâm Thống là đích tác động hỗ trợ điều trị các bệnh này. Với cái công dụng của sản phẩm Vương Tâm Thống, công dụng của nó là giúp để giãn mạch, rồi đánh tan mảng xơ vữa mạch bằng cách tức là chống lại cái rối loạn lipid mỡ máu mà gây cái tình trạng cholesterol xấu, và rồi những cái tác động hạ mỡ máu, hạ huyết áp để khỏi tác động tới hình thành các mảng xơ vữa, rồi liên quan tới cái bảo vệ cái nội mạc của động mạch là các cái khả năng chống oxy hóa của đỏ ngọn chẳng hạn. Đấy, thì đấy là những cái tác động mà rồi đánh tan các cái sợi fibrin hình thành cục máu đông của cái NATO, của cái đan sâm, vân vân, giãn mạch của đan sâm hoặc là của bồ hoàng. Đấy, khả năng chống oxy hóa của đỏ ngọn. Tất cả cái yếu tố đó là nhằm tới cái đích làm thông thoáng thành mạch, tức là đánh tan mảng xơ vữa, nguy cơ hình thành mảng xơ vữa, và đã hình thành mảng xơ vữa rồi. Và đấy là những điều rất cần thiết mà sản phẩm hướng tới, cho nên bệnh nhân nên dùng, và dùng có thể dùng lâu dài, thường xuyên mà không hề có tác dụng phụ có mong muốn nào cả. Xin cảm ơn Phó Giáo sư ạ. Nếu bạn quan tâm và muốn được tư vấn chi tiết về sản phẩm hỗ trợ tim mạch Vương Tâm Thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo 0962 546 541 để được hỗ trợ.